Ok, chào anh em nhé. Nay chung ra vườn, 6 giờ làm việc thì chung ra vườn chung ngắm mấy cây này, này vườn chung này. Đấy, đây cây nhãn này. Ong kêu rồi các bạn này. À đây có cái trên đây có một cái vườn mít nhà mình này các bạn. Đây, mít, à, mít có quả này. Đấy mít này, bạn thấy không? Cây mít này cũng được 20 năm rồi các bạn. Nhìn gốc có thế thôi nhưng mà 20 năm nó không to đâu các bạn. Nhớ là từ cái hồi mình sinh ra là cây mít này đã trồng nha các bạn, tức là nó bằng tuổi của mình, năm nay mình 28 rồi, nó cũng tầm đấy. À mít chưa hai thế mít lắm, thì ra hái mít ăn giờ chán này, chẳng muốn ăn mít này. Đấy. Đây là cây bưởi, bưởi thì bây giờ nó mới đợt trước nó ra hoa một đợt rồi. Bưởi là bưởi bốn mùa, tức là bốn mùa các bạn hái xong quả của nó là nó lại có trái tiếp chứ không phải là nó hết. Đấy, ra hoa tiếp này các bạn. Đây này, thấy không? Đó. Đây là cây vũ chữa. Đây, chữa được rồi mình cũng hái rất nhiều quả để mình bán. Vườn mình toàn bưởi đó, bên kia cây sầu riêng. Cái này không biết sao nó tốt thế không biết. À, sầu này. Được chưa? Đây là cái dàn tưới tự động. À, dàn như dàn tưới tự động. Ở đây có quả bưởi cho các bạn xem. Đây. Đang bị sâu. Cây này mình phun thuốc hàng năm cho nó nhé các bạn nhé. Đây là bị sâu cuốn lá, cái sâu vẽ bùa này. Cây này rất khó trồng luôn. Đây các bạn. Vài bữa nữa lại có quả ăn. Đấy. Thấy chưa? Mình đi ăn cỏ vải cho các bạn. À, cây bưởi này. Nhìn đã không? Quả này các bạn phải chịu khó các bạn bọc lưới vào nhé. Bọc lưới vào thì nó mới không bị sâu các thứ. Đó. Ok. Hay bọc lưới như thế này. Đó. Ok, xin chào tất cả các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau. Xin chào.